Rồi, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay lại Di động Hưng Phúc nha. Tiếp tục clip giới thiệu máy cho anh em. Thì anh em yêu quý kênh nhớ bấm đăng ký để đón xem clip mới từ kênh mình nha. Cho mình một like video nha anh em. Số điện thoại đặt hàng bên mình là 0355 356 356 thì có trên cái bàn nhỏ trên phía trước nha anh em. Anh em nhớ gọi thẳng số 0355 356 356. Là mình chỉ nhận đặt hàng qua số máy đó thôi nha. Anh em lưu ý nha. Rồi. Quy định mua máy thì anh em cọc trước cái cạc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu. Còn những máy trên triệu thì anh em vui lòng cọc 100 ngàn Viettel. Nhắn cho mình họ tên địa chỉ cùng với model máy cần mua nha. Những máy mà nó cao hơn tầm 3-4 triệu á thì anh em phải chuyển khoản qua Momo, Viettel Pay hoặc là số tài khoản nha. Anh em cứ alo cho mình thì mình sẽ cho số tài khoản anh em chuyển khoản nha. Từ vì cạc cọc nhiều mình không có nạp hết. Nên anh em vui lòng chuyển khoản thì mình sẽ gửi hàng cho anh em. Tiền cọc thì chẳng qua là những cái tiền đó mang tính chất là mình có trách nhiệm như máy thôi nha anh em, chứ cũng không có phải là gì là quan trọng ha. Anh em cứ coi kỹ clip để hình dung ra cái máy cần mua. Những cái vết xước cũng như là trời xước và chức năng máy, lỗi không lỗi mình có báo sẵn trong clip thì anh em rất yên tâm khi đặt hàng nha. Rồi thì không dài dòng nữa ha, tiếp tục clip hôm nay thì giới thiệu anh em con máy đầu tiên là một em iPhone 4 màu đen huyền thoại nha anh em. iPhone 4 huyền thoại nha, màu đen. Máy thì full chức năng, máy này chỉ bao nghi gọi nha anh em, không có xài YouTube gì nữa nha. Đó, máy thì riêng đét luôn, chỉ xài nghi gọi đó lần trước anh em nha. Máy mình kèm dây sạc cho anh em đầy đủ, có dây sạc đó, ok nha anh em. Con này tính em giá 390.000 nha, 390k kèm sạc cho anh em, cái dây sạc nha, không kèm cục nha, kèm cái dây vô ra thôi anh em, về kém vô cục cáp cho mình, ok nha, 390k. Tiếp theo là một con Oppo Neo 7, con này là bán nội địa ha, nên RAM 2 16, RAM 2GB nha anh em, RAM 2 16. Màn hình 5 inch, pin thì 2400, máy thì ngoại hình còn rất là đẹp nha, mướt. Đó, kính kiết rồi lưng, đẹp ha. Không xước sát máy, kính đẹp keng đại giá người lực cho anh em rồi. Chức năng full. Đó, wifi cũng như là chụp hình rất là nét nha, con này nè. Oppo A33. Đó, chụp hình màn hình thao, nét keng luôn. Còn con Neo 7 mà cỡ này thì quá là ok nha. Ok, giá 750.000 nha anh em. 750k kèm sạc dán kính cho anh em nha. Tiếp theo là một con Oppo A37, con này Neo 9 nha, con này thay vỏ mới như máy mới luôn rồi, bóc hộp luôn ha, như máy bóc hộp luôn. Con này màn hình 2 5 inch, RAM 2 16, pin con này là 2630, máy thì cực đẹp như bóc hộp luôn, tự đã thay vỏ mới cho anh em rồi. Máy bán ra sẽ dán cực lực cho anh em kèm sạc. Đó, con này đã reset lại máy để mình thiết lập lại cho anh em nha. Đó, anh em chưa biết thiết lập thì qua clip này cũng biết thiết lập máy luôn này, những cái máy mới mua về ha. Đấy, thiết lập từ đầu cho anh em. Đó, chuẩn ha, mình sẽ bật sáng lên tí cho anh em dễ coi. Đó, anh em A37 nha, máy thì chức năng còn rất là mướt, wifi và giới thiệu điện thoại cho anh em coi luôn. A7 nha, RAM 2 16 nha, Neo 9, ok. Con này để anh em giá 1.050.000 nha, máy keng xà beng luôn nha, 1.050.000. Rồi, tiếp theo là một con Samsung A21s, máy riêng nguyên đẹp keng xà beng luôn, nệm tầm 98-99%, sườn đây có xuất sắc nhẹ này, nhâm nhâm nhẹ ha. Còn lưng trước mặt kính đại giá cực lực cho anh em rồi, đẹp phải nói long lanh cành đào luôn, máy quá là đẹp. RAM 3, bộ nhớ 32GB, màn hình 6.5 inch, pin 5000, con này pin 5000 nha, trâu bò nha anh em, xài sướng ha, mẫu mới ra, dòng đời cao của Samsung. Đó, chức năng Samsung A21s. Đó, máy thì ngoại hình cũng còn rất là đẹp nha, lưng sau mặt trước ok luôn. A21s 4 mắt nha anh em, 4 mắt ha, đây đèn lát vân tay các kiểu nhạy, ok. Con này ra đi cho anh em nha, A21s giá 3.1 triệu nha anh em, 3.1 triệu ha, kèm sạc dán lực cho anh em đầy đủ trước khi gửi máy nha. Đó. Tiếp theo là một con Oppo A5s, Oppo A5s, máy màu xanh rêu, lưng này là hình như đã thay mới rồi, đã thay mới rồi, càng là nhìn thấy quá mới, thì khả năng thay là rất là cao, từ A5s ra cũng rất lâu rồi, đúng rồi, chắc còn thay nếp rồi. Đó. Màn sáng đẹp nha, màn rất sáng đẹp ha. Đó. A5s, con này màn hình 6.2 inch, RAM 3 32, pin con này là 4230, cũng thuộc dạng trâu bò. Nó cùng dòng với A3S nên pin rất là trâu. Đó. Màn hình sáng đẹp nha anh em.
Oppo A3s, giới thiệu điện thoại cho anh em xem luôn. Úi, A7 chứ không phải A3s anh em, sorry anh em nha. Không phải A5s anh em, A7. RAM 464 nha anh em. Chứ không phải là RAM 332, con này là RAM 464GB. Mình sẽ ghi lại chức năng máy ạ. RAM 464 nha anh em, Oppo A7 nha. Đó, chức năng full nha anh em nha, máy cực đẹp như bốc hộp luôn. Keo xà beng. Con này ra đi giá 2,1 triệu nha anh em. 2,1 triệu ha. Kèm sạc giá năng lực cho anh em đầy đủ trước khi gửi máy nha. Oppo A7, RAM 464. Tiếp theo là con Samsung A600 bản hàng màu gold, máy đẹp tầm 97.8 nha. Có xuất sắc này, góc. Còn rất là đẹp nha. Kính đại giá năng lực cho anh em rồi, đẹp keng. Màn hình 5.6, RAM 332. Pin con này 3000 nha. Mấy dòng A6 này xài rất là mượt nha anh em. Anh em nào xài này cũng biết rồi, xài rất là mượt. Đó, máy cực đẹp ha. Sườn chỉ cắn nhẹ nhẹ theo góc thôi, còn rất là ok. Con này ra đi giá 185 nha anh em. 1850. Tiếp theo là Samsung A30 VN bản Việt Nam. Màu xanh rêu, vỏ sâu xước xước sát nhẹ. Con này màn hình 6.4, RAM 332, pin 4000. Đó, sườn đẹp nha. Lưng sau có xước sát nhẹ thôi, kính keng xà beng 599 luôn. Đó, pin 4000 ha. Con này là rất là ok này. Chức năng là chuẩn nha, máy riêng nguyên. A30, con này ra đi cho anh em giá 2,7 triệu nha. 2,7 triệu, kèm sạc giá lực cho anh em đầy đủ trước khi gửi máy nha. Anh em cứ tham khảo kỹ clip trước khi đặt hàng, tự cái máy rất là đẹp nha. Chỉ sườn sale ra này, cái lưng sale nó xuất xuất nhẹ đó, do không dán keo, mặt trước thì lục cường lực ra keng xà beng luôn. Và có một cặp Joy 3, Vinsmart Joy 3, đưa sát cho anh em xem. Một con màu nâu nâu, tím tím, một con màu trắng trắng sữa nha. Một cặp luôn. RAM 332 nha anh em, màn hình thì 6.5 và pin 5000. Đó, con này thì cực trâu bò rồi. Đó. Máy rất ok luôn, một cặp máy như nhau luôn. Vinsmart Joy 3 của tỷ phú Phạm Nhật Vượng nha anh em. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng ha, Vinsmart Joy 3. RAM 332. Máy xài rất là mướt nha. Mẫu mới ra, pin cực trâu. Anh em nào xài thì cứ thử Vinsmart xài cho biết nha. Màn hình 6.5. Đó, RAM 332, pin 5000, cực trâu bò. Đồng giá nha anh em, 1850 nha. Úi, sorry anh em. Con này là Vinsmart Joy 3. Chính xác luôn anh em. 1850. 1850 một con nha. Máy cực đẹp. Anh em nào cần thì hú nha, 185. Tiếp theo cho anh em là một siêu phẩm này, Xiaomi Redmi Note 9S, màu xanh lá mạ. Màu xanh lá mạ anh em, cực đẹp 4 mắt nha. Note 9S 4 mắt. Đó, mấy anh em thấy không? Đẹp 98% nha. Đẹp 98%. Sườn chỉ có một hai vết cắn nhẹ nhẹ ngay góc đây, đó anh em thấy không? Đó, còn rất đẹp nha, đó, chỉ cắn nhẹ góc đây thôi. Còn bên đây trầy xước nhẹ nhẹ thôi. Anh em kiếm bắp lưng bỏ vô xài là bao đẹp. Kính không hề có xước, kính 99% luôn. Đó. Lưng sau cũng 99 luôn, 98 luôn, chỉ có sườn là 1 2 vết xước nhẹ. 4 mắt Realme Xiaomi Redmi Note 9S mẫu mới ra và cũng là đời cao cấp của Xiaomi. Xài rất mượt nha anh em, Xiaomi anh em biết rồi, xài rất chuẩn sướng luôn. Chứ không phải là bèo nhèo đâu. RAM 6 bộ nhớ 128GB. RAM 6GB. Bộ nhớ 128, màn hình là 6.67, pin con này là 5020. Đó, pin cực trâu bò nha, pin 5020. Redmi Note 9S, một siêu phẩm của Xiaomi. Anh em nào cần thì alo nha. Mấy cái dòng cao cao này anh em cặp 200-300 ngàn nha, mình mới gửi máy nha anh em. Đấy, mình sẽ coi tất cả thông số cho anh em xem đây. RAM 6GB này, bộ nhớ là 128GB. Đây. Đó. Máy cực đẹp, nói chung đánh giá tầm 98-99 nha. Màu xanh lá mạ nha anh em. Redmi Note 9S, con này giá 4 triệu nha anh em. 4 triệu. Tròn luôn nha, kèm sạc giá cực lực cho anh em. Đó. Cổng sạc Type-C nha. Test camera thử coi. Quá nét luôn.
siêu nát nha anh em, 4 mắt. Ok, giá 4 triệu. Rồi, mình lại sưu tầm mãi cho ra được một con Ribeiro Ring nha anh em. Anh em nào thích Ribeiro Ring không? Màu đen nha. Màu đen xanh. Nó có xước sắc nhẹ màng ring nha. Màng ring Ribeiro. Đó. Cảm ứng rất là mượt nha. Màng ring Ribeiro luôn. Cũng rất khó kiếm, lâu lâu mới có được một con máy ring. Anh em nào thích thì kết nối nha, Ribeiro Pro. Bản VN, máy 2 SIM. Đó. Chức năng thì bao anh em rồi. Ok hết nha, full chức năng máy ring nguyên. Vỏ có xuất sắc nhẹ nhẹ thôi, nói chung là con máy ring Ribeiro Pro kiếm tới thời điểm này mà còn cỡ đây là rất là hiếm nha. Sườn xuất nhẹ. Màn hình 5.5 nha anh em, RAM 332, pin con này là 3.600. Và giá ra đi cho anh em là 1850 nha, 185 máy ring Ribeiro. Anh em cần thì hú nha, số điện thoại đặt hàng 0355 356 356 nha. Tiếp theo là một con iPhone 6s ring 16GB, bản quốc tế, full vân tay vân chân đầy đủ. Máy 16GB, bỏ sim là xài không tài khoản nha, máy sạch đẹp nha anh em. Đó. iPhone 6s 16GB ring, bản quốc tế, bỏ sim xài ha. Con này ra đi cho anh em giá 2 triệu rưỡi nha. 2 triệu rưỡi nha anh em. Kèm sạc dán kính cho anh em luôn nha. Tiếp theo là rồi, cắt ngang clip luôn. Giới thiệu anh em một con Sony XA Ultra. Máy này thì máy nguyên ring. Đó. Sườn đẹp. Vỏ sao hơi mốc mốc. Sườn ok. Con này màn hình tới 6 inch nha anh em. RAM 3, bộ nhớ 16, pin thì 2007 thôi. Pin này 2007 thôi. Cái này pin mình test rồi, nó tầm còn cho anh em khoảng cỡ 70% thôi, 70-80%. Đó, mình có nó trước. Anh em đợi mấy lòng ha. Máy này thì đây, test cho anh em xem này. Wi-Fi thì xài chuẩn nha. Kính đẹp 99%. Sony XA Ultra F3216. Đây, coi màn hình trước này anh em. Vài cọng lông mèo nhẹ nha, cho 98 đi cho nó dễ chịu. Màn riêng. Test camera coi thấy còn nguyên không. Camera trước tạm được. Camera sau coi. Camera sau cũng còn ok anh em. Nét nha. Con này mình bán anh em giá 900 ngàn thôi nha. 900k chỉ xem YouTube nha. Con này đang bị cái bệnh là không nhận sim. Không nhận sim. Và mình không có sửa luôn, bán luôn cho anh em. Đó, anh em nào thích làm gì làm. Giờ xem YouTube chứ. Zalo, Facebook là thoải mái nha anh em. Loa rất là mạnh. Anh em thích mình bán giá màn hình luôn á. Mình bán giá màn hình cho anh em thôi, 900k. Vẫn kẹp sạc cho anh em luôn. Và dán cường lực cho anh em về xài nha. 900k thôi nha, RAM 3GB, anh em về xài YouTube và Zalo, Facebook. Không xài sim được nha, nói trước nha, 900 ngàn. Rồi, tiếp theo là một con Samsung A31. Samsung A31 Gen. Máy này lưng sao đẹp gen. Kính trước thì đại giá cái lực rồi. Màn hình 6.5 nha anh em, RAM 6GB, bộ nhớ 128. Và pin con này là 4.000 nha. Máy đánh giá là ngoại hình còn rất là gen nha. Kính này. Kính đại giá cái lực này. Đó, 4 mắt nha, camera 4 mắt ha. Samsung A31 máy đẹp keng nguyên ring. Chức năng full nha. A31 bảng đời cao của Samsung. Đó. Máy đẹp tầm 98-99 nha. Con này để anh em giá 4 triệu mốt nha anh em. 41 nha. Kèm sạc dán cái lực cho anh em luôn. 4 triệu mốt, máy đẹp keng xà beng luôn nha. Tiếp theo cho anh em là một con 5C lock, iPhone 5C màu trắng, lock máy riêng. Không bao sim ghép nha, anh em về tự xử nha. Đó, 5C máy lock này. Còn chức năng ok luôn. Anh em tải ứng dụng và xài thoải mái nha. Con này để anh em giá 500 ngàn, máy còn đẹp. iPhone 5C 500 ngàn kèm sạc cho anh em luôn. Đó. Có xuất sắc nhẹ sườn đó thôi.
còn ok luôn, 500 nha anh em. Tiếp theo là một con Huawei Y9, Huawei Y9 máy full box, này giá hàng tồn của siêu thị, mình thanh lý được vài con, còn một con bán nha anh em, cục sạc trong đây có đủ nha. Đó, máy đẹp tầm 98-99 nha, chỉ có một cái vết trưng bày ra thôi, còn nhiều là keng. RAM 4 bộ nhớ 64 nha, pin 4000, màn hình thì 6.5 inch. Huawei Y9 máy keng xà beng full box, để 2650 cho anh em nha, 2650 full box cho anh em luôn, 2.650.000. Rồi tiếp theo là một con Samsung A750, vỏ sau thì có xước sát theo 5 tháng này, sườn tróc sơn cạo luôn anh em. Con này cái dòng màn thay nha, màn hình thay, mình sẽ test lên cái vô luôn, mới reset máy cho nó sạch máy anh em, giờ để thiết lập từ đầu. Con này RAM 4GB bộ nhớ 64, màn hình thì cũng còn rất là nét, màn thay rồi mà rất đẹp nha, màn hình 6 inch, pin thì 3300, hiển thị rất đẹp nha. Đó, vô thử bên trong cho anh em coi. Đó, ok nha, xài chuẩn mượt nha anh em, Samsung A750, A7218, con để anh em giá 2.500.000 nha, 2.500.000, kèm sạc và dán cực lực cho anh em đầy đủ trước khi gửi máy nha, 2.500.000, máy cũng còn rất là đẹp. Tiếp theo là một con A50s Samsung đời mới luôn, con này màn hình 6.4, RAM 464 và pin 4000 nha. Con này nè, sườn có xước sát này, lưng sau xước sát nhẹ này, kính keng đây anh em xem đi, kính này đó, không hề có vết xước nha, do miếng guarantee còn nguyên. Con này RAM 464 nha anh em, pin 4000 đó, A50s ha, chức năng thì bao đẹp bao chuẩn. Ok, con này để anh em giá 3.300.000 nha, 3.300.000 kèm sạc dán cực lực cho anh em nha, máy cực đẹp, chỉ có lưng xèo xước nhẹ thôi, anh em về mua lưng bỏ vô xài là bao đẹp chuẩn luôn, A50s RAM 464GB. Rồi mình lại còn một con máy tính bàn Mattel này 8 inch, anh em nào cần thì mua về xem phim hoặc là cho con em mình xem YouTube nha. Đó, cái này thì đầy đủ cốc cáp sạc tai nghe và cái bao da, đây cốc cáp sạc đủ hết cho anh em nha. Đó, có bao da luôn, màn hình 8 inch, táp Mattel, màn hình 8 inch. Con này ra đi còn một con thanh lý cho anh em luôn, giá 1.070.000, 1.070.000 nha, máy full box cho anh em nha, một con duy nhất, anh em đặt hai con mình còn không có đâu, còn một con này thôi. Ok nha anh em, 1.070.000, 1070, duy nhất một con máy táp Mattel 8 inch thôi, 8 inch nha anh em, nó còn rất là rộng nha. Rồi, theo clip là một con J737 bản hàng màu đen, máy riêng nguyên đẹp 9899, RAM 332, màn hình 5.5 inch, pin 3003, đó, kính đẹp keng luôn, phải nói là tầm 99, chứ 98 thì hơi khiêm tốn nha anh em. Đó, wifi, chức năng ok, bản hàng thì anh em biết rồi, xài một sim nha. Galaxy Y3, con này ra đi cho anh em giá 1.950.000. 1.950.000 kèm sạc và dán kính cho anh em đầy đủ trước khi mà gửi máy cho anh em nha, máy cực đẹp nha anh em. Tiếp theo là một con Oppo F5 riêng nguyên F5 nha, máy thì sườn siết còn cũng rất là ok, đánh giá tầm 97-96%, kính thì đẹp luôn anh em, kính lông mèo nhẹ thôi còn cực đẹp. Con này RAM 4 bộ nhớ 32, màn hình 6 inch và pin con này là 3200 nha. Đó, máy sáng đẹp nha anh em, wifi mạnh nha, chức năng ok. Oppo F5 RAM 432, chức năng full. Đó, máy cực đẹp, đánh giá tầm 97 nếu tổng thể. Con này ra đi cho anh em giá 2.000.000 tròn nha, 2.000.000 tròn kèm sạc và sẽ dán cực lực cho anh em đầy đủ trước khi gửi máy tới đây anh em nha. Anh em cứ coi kỹ clip ha, từ con máy này mình thấy còn rất là ok. Rồi, clip này cũng xin tạm dừng tại đây cho anh em nha.
em nghỉ ngơi và nhớ đăng ký kênh để đón xem những clip mới từ kênh mình nha anh em. Anh em cứ xem kỹ clip trước khi đặt hàng nha. Rồi, thân ái chào anh em và chúc anh em thành công trong cuộc sống. Chào anh em.